Vậy như vậy là một bàn thắng đã được ghi. Một bàn thắng đã được ghi cho cầu thủ số 23 Nguyễn Huy Hoàng Phú, là thắng đầu tiên của cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Rất cảm xúc mọi người ạ. Đấy là cầu thủ rất đặc biệt của em.